Ôi đau khóc. Hôn cái đi. Tại xem phim nhiều quá bị lạm. Cũng đâu lùng gì lắm đâu. Đúng rồi. Dạ. Tại em nghe anh Trấn Thành hay nói anh lùng. Anh cũng được thôi chứ không có cao lắm. Dạ. Anh Giang ơi, cái này là tại anh Thành anh suối. Giùm con mày đó. Vô hương vừa, vô đen đâu vậy. Ghê ngỡ, vô ghé giùm con đi mà. Vô em biết chứ đừng có quay nữa. Thời gian rồi. Ôi, bà diễn quá mà. Return. Nào, mình gạt bỏ cảm giác bi lụy đi nha. Dạ. Mình qua bên hề hước nha, vui vẻ nha. Con ổn không? Có người nói chuyện giao lưu không? Cho mấy chú cái được không? Được. Mà sao khóc Quang? Sao khóc dữ gì con? Không có gì. Hạnh phúc quá à. Lần đầu tiên con được đứng đây là con không ngờ được vô vòng này luôn á. Chú cũng không ngờ. Rồi mời anh Trấn Thành Trường Giang à. Trời ơi, trời, trời, trời. Chuyện gì xảy ra vậy trời? Hồi nãy ra khóc là để chuẩn bị tâm lý rồi. Không phải, con cứ muốn định lẻn nên đây có không biết gì vậy hả? À con gặp mấy chú rồi con vui rồi, con hâm ở. Con có vốn kịch bản nhưng mà lên đây con biết diễn gì, gặp mấy chú là vui. Lên đây chú yêu gặp mấy chú thôi. Thôi chú Giang ơi, thay đại diện được rồi. Bậy, ôm con, phải ôm chứ. Nói đi, chạy cho ông lên đây. Con muốn gặp mấy chú ở tại dưới con nhà Cà Mau đó á. Coi mấy chú ở tivi à. Con hâm mộ, con ước gì gặp nghệ sĩ lần đầu tiên mới được gặp. Thường biết gặp rồi. Xúc động quá đúng không? Ê. Nè, chú nói con nghe nè, mấy chú rất là mấy chú rất là cảm ơn con. Vì sao? Tại vì cảm ơn con là yêu thương mấy chú, hiểu không? Bây giờ lên ôm chú Huy cái. Nghe con. Đúng rồi. Con người ta thích cái gu nào rồi. Đúng rồi. Cái gu đó. Nó vừa cái tầm. Cái nó vừa sai. Tại cái mặt gục vừa đúng rồi. Vừa biến độ. Cái mép này nè. Đó. Vừa. Hai mảnh ghép. Rồi mình trời ơi, rồi đừng khóc nữa xúc nha, xúc động quá. Ôi đau khóc. Hôn cái đi. Rồi chảy máu xong chảy máu cho nó kẹp, nó kẹp trong chảy máu trong cháy mặt tôi vậy hả? Không có. Chào như gió bay. Nạt nộ con bé như vậy. Bây giờ lỡ gặp rồi, lâu lâu mới gặp được một lần đúng không? Ôm chú Huy cái luôn. Bé ơi. Hả? Sao? Xuống cho cháu nó ôm cái. Ở dưới nằm căng. Nằm căng đây xa lắm. À, thôi không sao cả, mình sẽ giúp bạn. À, thật ra mà nói thì cái vấn đề này lần đầu tiên gặp chú Giang với lại chú Thành đúng không? Ừ, hiểu mà, mình ôm là một cái nữa để một lát. Quy nghe nói nè, tại vì Quy sắp ở thành phố, Quy không hiểu những người ở dưới đúng quê rồi. Đâu. Đúng rồi. Mà để mà gặp được một người mình hâm mộ á là cái điều vô cùng khó, cả cuộc đời chắc gì gặp lại, mà gặp là phải ôm cái sao? Thích ai ôm liền, ôm liền, đúng không?
Hết rung chưa? Gẫm với chú là con mừng lắm. Đúng rồi, tại vì dưới quê nó xa xôi. Đúng nhiều rồi. Khi cả đời mình chưa có một lần thứ hai để gặp thôi lại nữa chị, dễ gì mà gặp chú của Huy một lần nữa đúng không con? Ôm cháu được cái đi Huy. Vậy theo chú Huy về nhà ở đi. Về nhà chú Huy. Nhà chú Huy nhiều phòng lắm. Có nhà có phòng đầy đủ hết. Không, mà mở. Thường chết Con biết lên đây là con rớt rồi đó. Con biết trước rồi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là mình đợi rớt, mà mình được gặp những người mình yêu thương, mà mình rất được ôm. Đi ra đây chú. Đến đây thiệt ra cái mục đích của em đến đây là để được gặp cái người mà mình thần tượng. Em nghĩ làm thần tượng thì em chỉ mong được một lần đứng chung trên một sân khấu với thần tượng của mình. Và người mà em thần tượng đó là anh Trường Giang. Cảm ơn em. Anh có thể cho em xuống nắm tay. Được, xuống đi em. Tại xem phim nhiều quá bị lạm. Cũng đâu lùng gì lắm đâu. Đúng rồi. Dạ. Tại em nghe anh Trấn Thành hay nói anh lùng. Anh cũng được thôi chứ không có cao lắm. Dạ dạ. Không lùn gì lắm là theo em không lùn gì lắm là cái độ cao như thế nào? Dạ tại vì em thường hay xem tivi á, em thấy anh Trường Giang đứng thấp hơn chị Nhã Phương xíu, nhưng mà ở ngoài em thấy anh Trường Giang đứng bằng em chứ không thấp hơn. Em nghĩ em cao. Nên em nghĩ em. Em cũng đâu cao gì mấy. Rồi thoải mái chưa? Mà sao hả? Mà sao hồi nãy em lại gói ghém cái giấc mơ mình lại như vậy? Tại vì nếu như với anh hoặc là Tiến Luật thì chúng ta đừng bàn về cái việc về sau. Tại vì chúng tôi là những người hoa đã có chủ. Còn hiện nay em à, 30 chưa phải là Tết. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Em yêu em có quyền tranh đấu vì thần tượng của mình. Bằng chứng thép, em đã có bằng chứng rồi. Em phải đánh thép hơn một tí. Em cần Trường Giang đến với em. Em phải fighting. Em phải fighting. Dạ em chỉ biết uống xì tên thôi. Thôi thật ơi. Nhưng mà nếu dù mà mình gặp thần tượng mình chỉ ôm thôi là dở. Chứ tụi anh ngày xưa mà thần tượng ai là ôm rồi anh hung luôn á. Anh đè xuống hung, nát cái mặt thì thôi. Hung cho đã em ơi, lâu lâu mới gặp một lần mà cái em. Cái nư của mình là phải hung như là kiểu mà trời ơi. Vậy ví dụ như chút nữa em thi xong em có được hung không? Bây giờ hung vẫn được cho chút nữa gì? Tại anh lực ảnh suối. Em cứ làm thoải mái đi. Em phải hung trước, tại vì chắc gì em đã đi được nhiều vòng. Đúng rồi. Em ơi, tình yêu là không miễn cưỡng. Tình yêu không có lỗi em ơi. Dạ. Cứ anh, yêu mà anh cứ Giang ảnh là người rất là rộng lượng, anh làm việc chung anh biết ai yêu anh sẽ yêu lại. Quan trọng là do cách em thể hiện thôi nha. Đó là tình cảm, em phải hướng đến sự chân thật. Em sợ nói ra cái người ta nói em mượn sống truyền hình để tỏ tình anh Giang. Em ơi bậy bậy, hãy nghĩ một cách tích cực hơn. Dạ. Ngày xưa chị Trang là người cua anh Luật chứ không phải anh Luật cua chị Trang đâu. Cái đó sai luôn. Hợp tác một chút xíu được không? Được, đúng, cái đó chuyện đó đúng đó em. Em hiểu không? Dạ hiểu. Bây giờ thời buổi này là cái thời buổi mà phụ nữ yêu thương ai nói thẳng vô mặt. Tôi yêu bạn. Đúng rồi. Phụ nữ yêu thương ai nói thẳng vô mặt chứ không phải đứng nắm xé cái quần kỳ lắm đâu. Đây là cơ hội ngàn năm một thợ của em. Nhân cái cơ hội này có chủ hôn ở đây, anh hy vọng em sẽ bày tỏ cái tình cảm của em với anh Giang. Mời em nói. Em muốn sao em nói, anh Giang chiều hết. Anh là người đàn ông tuyệt vời, thích cái gì chiều cái đó. Mắc cỡ. Trời ơi. Tại đó giờ chưa tỏ tình ai mà tỏ tình vậy mắc cỡ lắm. Nghe lời anh, đời chỉ có một lần, cơ hội không đến hai lần. Tại má dạy là mấy đời mà cọc đi tìm trâu để trâu đi tìm cọc mà làm vậy về má la. Nói nghe nè em, bây giờ người ta bứng cọc, người ta ép cọc hết rồi nha. Bỏ cái tư tưởng đó đi nha. Bây giờ trâu á không trói nó lại, nó đi chỗ khác. Nói thật. Dạ. Ôi tôi là thú hả? Cơ hội chỉ đến một lần em ơi. Từ Cà Mau lên Sài Gòn rất là xa nha cưng. Bé ơi, anh nhìn vào mắt em, anh thấy điều đó. Em thích Giang đúng không? Dạ mê lắm. Em dạ. Em đã nói với anh để làm gì? Em phải nói với cái người cần nghe câu đó. Lại gần hơn. Cho em gần Giang thêm chút nữa.
Lại gần đi. Chưa có vợ nha, người ấy chưa có vợ. Chưa có vợ, không gì là sai chưa cả. Chưa có vợ. Không có gì là sai cả. Chưa có giấy đăng ký kết hôn luôn. Dạ, thôi em thấy anh Giang ảnh cũng mắc cỡ quá thì thôi. Sai, em sai rồi. Em ơi, không lẽ người ta đàn ông, người ta là thần tượng của em. Thôi, tới đi em, tới đi em. Tới đi em. Vậy hả? Người ta phải bẽn lẽn, đó là cái cảm giác đúng thôi mà em. Sau này em sẽ hối hận. Khi em về Cà Mau em sẽ hối hận. Phải chi hồi xưa tôi biết tôi hung Trường Giang được rồi. Thiệt. Vậy thôi lỡ rồi tới luôn. Đó. Anh Giang ơi, cái này là tại anh Thành anh xui. Trời ơi. Lần đầu tiên em nói xôi. Rất cảm ơn em đã trao tình cảm một cách chân thật nhất với Trường Giang. Ai? Tôi thấy tôi giống như là một trò đùa của xã hội vậy. Đâu có đâu, cái đó hồi nãy em hung là em gửi gắm tình cảm thiệt đó, không có đùa đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thì đi, anh sẽ cười. Cái gì? Nếu vui. Ờ. Dạ, em có một câu slogan mà em học được từ anh Giang là anh cứ việc ngồi đó cười đi, thế giới để em lo. Mà lo được hay không thì chút nữa mới biết. Bà lo không được là bà ra ngoài thế giới luôn đó nha.